Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe cho mọi người. Thưa quý vị và các bạn, mùa đông xuân với thời tiết lạnh và ẩm, sức đề kháng của cơ thể suy giảm, nhất là người cao tuổi và trẻ em, nên các loại bệnh dễ bùng phát, đặc biệt là bệnh đường hô hấp. Đó là vấn đề chúng tôi đề cập trong chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay. Xin được giới thiệu các vị khách mời, các bác sĩ tham dự chương trình ạ. Bác sĩ Hoàng Trà My, khoa nội Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc. Xin chào quý vị và các bạn ạ. Bác sĩ Vũ Nhật Lệ, khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc. Cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng hợp sau đây. Phòng bệnh mùa đông xuân. Thời tiết mùa đông xuân là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, tồn tại lâu hơn trong môi trường. Vì vậy làm tăng nguy cơ gây bệnh ở người, lây lan trong cộng đồng và bùng phát bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như bệnh tay chân miệng, sởi, rubella, ho gà, não mô cầu, thủy đậu, các bệnh cúm, tiêu chảy, liên cầu lợn. Để chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo mọi người dân cần quan tâm chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh như sau. Tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch đối với các bệnh có vaccine phòng bệnh như sởi, rubella, ho gà, não mô cầu, thủy đậu, cúm. 2. Giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh. Ủ ấm cho trẻ em khi đi xe máy, khi đi ra ngoài trời, khi làm việc ngoài trời, ra ngoài trời vào ban đêm, sáng sớm phải mặc đủ ấm. Lưu ý giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, cổ và đầu. 3. Tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp như sởi, rubella, ho gà, não mô cầu, thủy đậu, cúm. 4. Đảm bảo an toàn thực phẩm, ăn chín, uống chín, ăn uống đủ chất, đủ dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cho cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng, ăn cân đối các nhóm dưỡng chất, tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. 5. Đảm bảo vệ sinh cá nhân. Thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh gia đình, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh truyền nhiễm, cần thông báo ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Vâng, quý vị, thưa quý vị khán giả, thưa quý vị khách mời, vào cái thời điểm mà thời tiết nó thay đổi như thế này, mùa đông xuân này, thì người cao tuổi khá mẫn cảm với cái sự thay đổi của thời tiết. Vậy xin bác sĩ My có thể cho biết là những bệnh nào mà thường gặp của người già trong cái thời điểm này, mùa đông xuân này ạ? Và mùa đông xuân thì thời tiết thường là nhiệt độ giảm đột ngột, độ ẩm cao, kèm theo áp thấp khí hậu, có cơn áp thấp khí hậu nữa thì dẫn đến là người già thường gặp các bệnh lý, ví dụ như là các bệnh lý về đột quỵ não. Đột quỵ não thì theo chúng ta hiểu là các bệnh về tai biến mạch máu não. Tai biến mạch máu não thì có nhồi máu não, rồi là xuất huyết não, thì thường là do các mạch máu ở trong não bị sơ vữa, cái độ chun giãn của mạch máu não kém đi và có thể hình thành gây ra các cơn đột quỵ não. Bệnh này nếu mà không được phát hiện kịp thời, phát hiện sớm, điều trị đúng thì sẽ để lại hậu quả vô cùng nặng nề, gánh nặng cho cả gia đình và xã hội. Thứ hai là các bệnh lý về tăng huyết áp. Khi nào thì được chẩn đoán là tăng huyết áp? Tăng huyết áp thì thường là huyết áp tâm thu là 140/90 ml thủy ngân và huyết áp tâm trương là 90 ml thủy ngân. Huyết áp tâm thu là 140 ml thủy ngân thì đã chuẩn đoán là tăng huyết áp độ 1 rồi. Thế trong trường hợp mà tăng huyết áp, nếu mà chúng ta không phát hiện kịp thời, không có chế độ ăn uống ăn giảm nhạt, ăn giảm mỡ thì cũng có thể gây tình trạng các biến chứng lớn, ví dụ như là biến chứng về đột quỵ não, biến chứng về các bệnh lý về mạch máu, rồi biến chứng về các bệnh lý về tim mạch, có thể gây ra một số các bệnh lý về hội chứng phanh cấp nữa. Và ở mùa đông xuân thì hay gặp nhiều nhất đấy là các bệnh lý về đường hô hấp. Đường hô hấp trên có thể gây viêm hô hấp trên và viêm đường hô hấp dưới. Viêm đường hô hấp trên thường hay gặp các bệnh lý ví dụ như là viêm mũi họng,
viêm amidan, viêm họng cấp, rồi là các bệnh lý về đường hô hấp dưới như viêm phế quản cấp, viêm phổi. Ngoài ra thì mùa đông xuân thì cũng rất dễ để cho bùng phát các bệnh mãn tính, ví dụ như là bệnh lý về hen phế quản, bệnh lý về COPD. Thế ngoài ra thì mùa đông xuân thì thường là cái nhiệt độ nó giảm, rồi là độ 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 ẩm tăng, rồi là không khí nhiều lúc có rất là khô khan, thì người cao tuổi còn hay gặp các bệnh lý về da liễu, ví dụ như là các bệnh về chằm khô, da thường là lứt lẻ, cũng rất là ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày của các cụ người cao tuổi. Vâng, đối tượng người cao tuổi thì là một trong những người mà dễ mắc bệnh trong cái thời điểm mùa đông xuân này, phải không ạ? Vâng, vâng. Và ngoài ra thì chúng ta còn một đối tượng nữa, đó là trẻ em, phải không ạ? Đúng rồi. Trong cái thời điểm này thì như chúng ta được biết thì cái thời điểm này thì trẻ em nhập viện là khá là nhiều và tăng đột biến. Vậy bác sĩ Lệ có thể cho khán giả truyền hình được biết thì trong cái thời điểm này thì trẻ em dễ mắc bệnh gì nhất ạ? Giống như bác sĩ My đã đề cập ở trên thì tại thời điểm hiện tại thì thời tiết rất là lạnh, lạnh đột ngột và ẩm. Vì vậy nên là cái nhóm bệnh mà thường gặp nhất khi mà nhập viện tại hiện tại đó là nhóm bệnh đường hô hấp. Thì cũng như bác sĩ My đã nói thì là nó có nhóm liên quan đến đường hô hấp trên, ví dụ như viêm họng, viêm mũi, viêm VA, viêm amidan, bệnh cấp tính và gây sốt và rất là nhiều triệu chứng kèm theo, chảy mũi này, sốt cao liên tục này. Ngoài ra thì những cái bệnh viêm đường hô hấp dưới như viêm phổi, viêm phế quản gặp rất là nhiều, đặc biệt là trên những trẻ mà có những cái tiền sử bị viêm tiểu phế quản co thắt, viêm phổi hoặc là hen phế quản thì đợt này là tăng lên đột biến. Ngoài ra các bệnh lý về đường tiêu hóa, ví dụ như tiêu chảy cấp, nôn, rota cũng rất là nhiều. Còn trong cái thời điểm hiện tại thì là cái mật độ virus cũng rất là cao. Các cháu có thể bùng phát tất cả những cái đợt, có rất là nhiều các loại virus có thể bùng phát trong thời điểm hiện tại và gây thành dịch. Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe cho mọi người. Những thắc mắc liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay đó là các bệnh lý mùa đông xuân. Xin mời quý vị và các bạn hãy nhấc điện thoại lên, gọi điện thoại cho chương trình. Các bác sĩ trong chương trình hôm nay sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bạn qua số điện thoại 02073 822 822. Xin lưu ý tới quý vị và các bạn là số điện thoại này chỉ có hiệu lực khi chương trình đang được truyền trực tiếp, hoặc quý vị và các bạn có thể gửi vào fanpage của chương trình chúng tôi đang livestream trực tiếp có địa chỉ Tuyên Quang TTV. Và trong thời gian qua thì chúng tôi có nhận được khá nhiều câu hỏi của khán giả gửi về cho chương trình qua hộp thư điện tử sức khỏe cho mọi người 2015@gmail.com. Ngay sau đây thì chúng tôi xin được lần lượt chuyển cho quý vị và các bạn đến các bác sĩ trong chương trình hôm nay ạ. Vâng, khán giả có hỏi là tôi thấy là bệnh viêm xoang khá là phổ biến ở nước ta, có phải là do thời tiết khắc nghiệt mà dẫn đến nhiều người bị viêm xoang vậy không, thưa bác sĩ? Và với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ My ạ tư vấn cho khán giả. Vâng. Thì thưa quý vị và các bạn, thì như các bạn đã biết thì là viêm xoang thì hay gặp ở thời mùa đông xuân này, thường là viêm xoang dị ứng. Thì viêm xoang dị ứng thì thường có hai nguyên nhân, một là viêm nguyên nhân ngoại sinh và nguyên nhân nội sinh. Thế nguyên nhân ngoại sinh ở đây thì chúng ta thường có nguyên nhân ngoại sinh không nhiễm trùng, ví dụ như là không may chúng ta hít phải bụi này, bụi đường phố này, bụi nhà này, rồi là bụi ở nơi cơ sở làm việc. Ngoài ra thì hít phải những phấn hoa, lông chó, lông mèo, rồi có thể là bị dị ứng. Ví dụ như là dị ứng một số loại thuốc nào đấy. Và bị hai là nguyên nhân ngoại sinh do nhiễm trùng, ví dụ như chúng ta nhiễm phải virus hoặc là vi khuẩn. Thế còn nguyên nhân một nhóm nguyên nhân nữa thì thường là do ví dụ như thay đổi thời tiết đột ngột thì cũng có thể dẫn đến các bệnh lý về viêm mũi xoang. Thứ ba nữa là về các dị dạng giải phẫu, ví dụ như là bị vẹo lệch vách ngăn chẳng hạn thì cũng rất hay mắc các bệnh lý về viêm mũi xoang dị ứng. Do một nguyên nhân nữa, nhóm nguyên nhân là ví dụ như yếu tố gia đình, ví dụ như bố mẹ thường có các cơ địa dị ứng chẳng hạn, thì những người con trong gia đình thì thường khoảng đến 65% là có nguy cơ bị mắc các bệnh viêm mũi xoang dị ứng. Thế ngoài ra thì còn có nguyên nhân nội sinh. Nội sinh ở trong cơ thể chúng ta có một số protein ở mức hoạt hóa ở một mức nhất định thì có thể kháng lại sinh ra kháng thể kháng lại chính cái protein. Đấy thì dẫn đến là một số các bệnh lý về viêm mũi xoang dị ứng. Và viêm mũi xoang dị ứng thì hiện tại thì chưa có cái phác đồ nào điều trị khỏi được. Thế do đó mà chúng ta tìm được các nguyên nhân để chúng ta phòng bệnh tốt,
Ngoài ra thì các bạn cũng nên tiêm phòng cúm chẳng hạn, thì cũng ngăn ngừa được cái tình trạng viêm mũi xoang dị ứng nhiều, khởi phát ra những cái cơn viêm mũi xoang dị ứng nhiều hơn. Vâng ạ. Thưa bác sĩ Lệ ạ, chế độ dinh dưỡng thì có vai trò rất là quan trọng giúp cho cơ thể tăng sức đề kháng và chống lại bệnh tật. Vậy trong mùa đông xuân thì cần có những cái chế độ ăn uống như thế nào để chúng ta phòng bệnh một cách tốt nhất ạ? Vâng. Như clip ở đầu chương trình đã nói thì mình phải ăn đầy đủ tất cả các nhóm chất, tăng cường uống nhiều nước ấm, vitamin C, hoa quả và chất xơ. Ngoài ra thì cái việc tập luyện thể dục thể thao đúng mức, phù hợp với lứa tuổi thì rất là quan trọng. Và đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tiêm phòng. Trẻ đến độ tuổi tiêm phòng thì phải tiêm đầy đủ tất cả các mũi. Ngoài ra thì nếu bé đang trong độ tuổi mà bú mẹ thì phải bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Và đặc biệt là hai nhóm là người già và trẻ em thì cần được quan tâm đúng mức và chăm sóc đầy đủ. Vâng, khán giả có hỏi là mấy hôm nay thì thời tiết lạnh, con gái tôi 5 tháng tuổi hay ra mồ hôi ở trên đầu, nhiều nhất là ở hai bên thái dương, và tôi cởi bớt áo cho cháu nhưng sau đó thì lại ho. Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên ạ. Cái việc mà bạn sau khi mà con bị đổ mồ hôi đầu ấy thì mới cởi áo thì chứng tỏ là bé đã bị nóng từ trước rồi. Thứ nhất là mình nên mặc vừa đủ áo thôi. Cái thời điểm hiện tại thì thời tiết rất là lạnh nên là bố mẹ thông thường là sẽ nghĩ là trẻ sẽ bị lạnh và mặc nhiều áo hơn bình thường. Tuy nhiên là những cái chức năng trong cơ thể của trẻ thì nó hoạt hóa nhanh hơn người lớn rất là nhiều, thế nên là thường là trẻ sẽ nóng hơn người lớn. Vì vậy nên là mặc vừa đủ và không để trẻ bị ngấm ngược. Cái việc mà bạn để con mà bị nóng quá và bị chảy mồ hôi ngược lại nó cũng gây nên cái tình trạng có thể gây các bệnh lý viêm đường hô hấp. Trong những trường hợp mà trẻ không nóng mà vẫn toát mồ hôi, có những trường hợp nào như thế không ạ? Và dân gian thì thường hay nói là mồ hôi trộm ạ. Vậy mồ hôi trộm là gì ạ? Có rất là nhiều trường hợp mà có thể dẫn đến cái tình trạng đấy. Thứ nhất là trẻ thiếu một số loại vi chất. Có nghĩa là trong cái quá trình mà mình bổ sung bằng đường ăn uống nó không đủ. Thì riêng những cái vấn đề này thì mình phải được khám và được làm xét nghiệm để tìm hiểu xem là trẻ thiếu chất gì. Đến các cơ sở y tế để được khám. Thiếu chất gì thì mình sẽ bổ sung chất đấy. Ví dụ như thiếu kẽm, thiếu canxi, thiếu sắt, nó cũng có thể gây nên cái tình trạng mà vã mồ hôi trộm. Có nghĩa là nó ảnh hưởng đến cái dây thần kinh thực vật ấy. Thì là sẽ làm ra mồ hôi trộm mà không cần phải là nóng. Với cái trường hợp mà trẻ như vậy thì chúng ta có cần phải đưa trẻ đi khám ngay hay không, hay là cái hiện tượng này phải lặp đi lặp lại nhiều lần ạ? Thông thường là khi mà trẻ đã có cái tình trạng như đấy thì mình nên khám sớm. Thứ nhất là những cái vi chất mình bổ sung ấy, nó không giống như là mình điều trị bệnh lý thông thường, mà mình sẽ phải bổ sung từ từ. Vì vậy nên nếu như trẻ đã có hiện tượng thì mình nên đi khám sớm và bổ sung trong thời điểm thích hợp nhất để con có thể ổn định hơn. Vâng, tức là chúng ta phải bổ sung luôn thường xuyên. Đúng rồi, bổ sung sớm. Có một số cái loại vi chất thì nó trong cái bảng mà từ lúc sơ sinh đến lúc mà khoảng 18 tháng, ví dụ vitamin D là mình đã có chỉ định bổ sung bắt buộc trong cái thời điểm đấy rồi. Có nghĩa là không cần chỉ định của bác sĩ mà mình sẽ dùng đều đặn cho con. Là có một số vi chất là được như vậy. Tuy nhiên ví dụ như bổ sung canxi hoặc bổ sung sắt thì bé phải thực sự thiếu thì mình mới có chỉ định bổ sung. Vì vậy nên bé vẫn phải được khám thì mới được chỉ định bổ sung những cái chất vậy, chứ không phải tự ý bổ sung được. Vâng, câu hỏi tiếp theo thì khán giả có hỏi là xin cho tôi hỏi làm thế nào để phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp cho trẻ trong cái thời điểm giao mùa? Trong cái thời điểm giao mùa hiện tại thì như đầu chương trình đã nói thì nó có rất nhiều những cái loại vi khuẩn virus. Thế nên là trước cái thời điểm vào mùa thì chúng ta nên tiêm phòng, đặc biệt là vaccine cúm. Ngoài ra thì các loại vaccine mà cơ bản mà trẻ cần được tiêm thì sẽ phải được tiêm đầy đủ. Hơn nữa là giữ ấm giữ ẩm, giống như là mình đã nói ấy, là thứ nhất là không mặc quá nhiều áo và giữ đủ nhiệt độ ấm trong môi trường thôi. Còn ví dụ như mà thời tiết quá lạnh như thế này chẳng hạn thì cũng không nên là chỉ giữ trẻ ở trong nhà mà nằm điều hòa, mà chúng ta sẽ phải đối lưu giữa hai không khí nóng và lạnh. Có nghĩa là khi mà trẻ bước từ cái môi trường mà ấm ra ngoài thì mình phải mở cửa để cho cái nhiệt độ mà phù tránh hợp với trẻ, phải tránh đột ngột. Không để trẻ mà tiếp xúc liên tục chạy ra chạy vào giữa cái môi trường nóng và lạnh, vì trẻ rất là hiếu động. Ngoài ra thì mình cũng phải kiểm soát liên tục cái vấn đề liên quan đến ăn uống và dinh dưỡng. Thông thường lạnh như này thì trẻ khá là ít uống nước, đặc biệt là cái lứa tuổi mà các cháu đang đi học tiểu học ấy. Trong thời điểm trước Tết ấy, tôi cũng khám và điều trị rất là nhiều bạn là bị viêm đường tiết niệu, đặc biệt là trẻ nữ, do cái việc là các bạn ấy lười uống nước và ngại đi vệ sinh. Thế nên là trẻ không uống nước nên dẫn đến những cái bệnh lý kèm theo như vậy. Dạ vâng, khán giả có hỏi là tôi bị bệnh hen phế quản đã 6 năm và khi thời tiết giao mùa thì bệnh nặng hơn, khiến nhiều lúc tôi không thở được. Có cách nào để bệnh không nặng lên khi chuyển mùa không? Thưa bác sĩ Nghị ạ. Vâng. Như các bạn đã biết thì là bệnh hen phế quản là một bệnh lý mãn tính.
Nếu mà chúng ta không được điều trị dự phòng, điều trị dự phòng ở đây là bằng có dự phòng bằng rất là nhiều bằng biện pháp. Ví dụ như là khi thay đổi thời tiết này thì mình nên giữ ấm cơ thể này, giữ ấm vùng cổ này để tránh khởi phát ra viêm mũi họng này. Đấy, rồi là giữ ấm ở vùng mũi họng nữa, để đi ra ngoài nhớ đeo khẩu trang này để tránh trường hợp bị viêm mũi họng cũng có thể gây khởi phát ra một cơn hen. Thế ngoài ra thì dự phòng bằng các đưa thuốc đường uống. Ví dụ như là có thể dùng các đường uống dự phòng như là các thuốc mỗi bệnh nhân hen phế quản là chúng tôi thường có những cái đơn thuốc dự phòng cho bệnh nhân. Ví dụ như là khi nào mà bệnh nhân cần phải uống thuốc hoặc là xịt thuốc thì đều có các chỉ dẫn. Thì tốt nhất là đối với những người bệnh hen phế quản thì là nên được thăm khám thường xuyên ở các cơ sở y tế để có những cái đơn thuốc dự phòng. Đặc biệt là khi mà hen phế quản không được kiểm soát ấy, thì dẫn đến là khởi phát ra những cơn hen ác tính. Lúc đấy bệnh nhân có khó thở cấp và có thể suy hô hấp cấp, nếu không được cấp cứu kịp thời là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra thì các bệnh nhân về hen phế quản thì lên cũng tiêm phòng vaccine cúm cũng hạn chế được rất là nhiều cái tình trạng khởi phát ra một cơn hen cấp tính có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vâng. Quay trở lại với bệnh viêm xoang ạ. Có khán giả hỏi là thưa bác sĩ, tôi bị chứng viêm xoang họng do dị ứng với môi trường và thời tiết thay đổi. Xin hỏi bác sĩ có cách nào để trị được hết bệnh không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì như vừa nãy tôi cũng đã trao đổi về nguyên nhân của bệnh lý về viêm xoang rồi. Thì viêm mũi xoang dị ứng thì hiện tại thì chưa có cái phương pháp điều trị nào điều trị dứt điểm được, mà là chúng ta sẽ điều trị để giảm các yếu tố triệu chứng xuống để nhằm cái nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh thôi. Tôi nghe nói là có những cái trường hợp mà xoang mà đến mức độ mà phải mổ, với những cái trường hợp nào thì còn phải nạo xoang mà phải làm những cái tiểu phẫu như thế ạ? Không, đây không phải tiểu phẫu đâu ạ, đấy là phẫu thuật ạ. Phẫu thuật ạ? Vâng. Phẫu thuật xoang ạ. Vâng. Thì một trong những cái trường hợp mà bệnh xoang hay tái phát, tái đi tái lại nhiều lần đấy, và có những các biến chứng ở trong viêm mũi trong xoang, trong vòm họng, trong mũi xoang ấy, thì tùy những cái trường hợp đấy thì chúng ta có thể đến viện để thăm khám để xác định xem là ở viêm xoang ở mức độ nào, có cần phải phẫu thuật hay chưa để đừng có cái phương pháp điều trị tối ưu nhất. Dạ vâng, khán giả có hỏi là thưa bác sĩ, con nhà em 6 tuổi bị hen phế quản mãn tính. Khi thay đổi thời tiết hoặc giao mùa cháu rất dễ bị lại. Xin bác sĩ cho biết có cách nào giúp hạn chế được bệnh này khi thời tiết thay đổi không? Và làm thế nào để đường hô hấp của cháu luôn được khỏe? Thưa bác sĩ Lệ ạ. Nếu như mà con bạn đã được chẩn đoán là hen phế quản mãn tính. Nếu đã được chẩn đoán là hen phế quản mãn tính thì có một số trường hợp như này. Thứ nhất là nếu đã được chẩn đoán rồi thì chắc chắn là chúng tôi sẽ phải theo dõi và điều trị định kỳ ở viện. Và những cái bạn mà như này thì sẽ phải có đơn giống như là người lớn ấy, là đơn điều trị hen dự phòng. Dự phòng thì giống như bác sĩ My cũng đã nói là có thể là có hai cách. Thứ nhất là mình sẽ mặc ấm cho trẻ này, đeo khẩu trang liên tục này, tiêm vaccine là cái đấy là để phòng những cái mà cơn hen cấp. Còn ngoài ra thì giống như những bạn như này thì chắc chắn là phải điều trị bằng thuốc. Đã sử dụng và điều trị bằng thuốc thì các bé sẽ phải khám định kỳ. Vì vậy nên là đề nghị bạn là cho con đi khám định kỳ tại cơ sở y tế mà gần nhất. Có nghĩa là được theo dõi và chẩn đoán và được xử lý kịp thời. Còn với những cái tình trạng mà cấp tính, giống như là những cái trường hợp mà khi mà trẻ đã có tình trạng mà bị hen rồi, mà mắc các bệnh mà liên quan đến cấp tính, thì bé cũng được thăm khám kịp thời ngay, chứ không phải là để đến khi có khởi phát cơn hen thì mới đi khám. Có nghĩa là mình sẽ phòng trường hợp là để trẻ nó rơi vào những cái cơn cấp tính nặng mà khó đưa về giai đoạn đầu. Có nghĩa là phải khám thật sớm. Như bác sĩ Lệ vừa đề cập, tức là những cái trẻ mà hen phế quản như thế này thì chúng ta phải khám định kỳ. Vậy định kỳ là bao nhiêu lâu ạ? Định kỳ thì thông thường với những bạn mà mới được chẩn đoán giai đoạn đầu thì chúng tôi sẽ hẹn là tháng 1. Sau đấy thì cái thời điểm mà dùng thuốc thì nó có thể giãn ra hoặc kéo dài ra. Hoặc nếu như trẻ không còn duy trì các thuốc mà hỗ trợ thì thông thường sẽ là khám 3 tháng một lần, đặc biệt vào những cái thời điểm giao mùa. Còn những cái bạn mà đã có chỉ định khám định kỳ rồi thì bố mẹ cần tuân thủ theo cái đúng phác đồ điều trị và cho trẻ đi khám, chứ không phải là cứ thấy là thời điểm hiện tại là con đỡ rồi, mình không khám nữa mà cứ để đến lúc nào mà bị tái lại mình mới khám. Với cái trường hợp như thế này thì chúng ta, bác sĩ có lời khuyên gì đối với những trẻ mà bị hen phế quản để cho đường hô hấp được khỏe trong cái thời điểm giao mùa như thế này? Trong cái thời điểm giao mùa như này, với những cái bạn mà lớn, trẻ lớn hơn ấy,
ví dụ như cái bạn trong bài viết có hỏi là 6 tuổi thì bé hoàn toàn có thể tự vệ sinh đường hô hấp, ví dụ như súc họng này, xịt mũi này, đeo khẩu trang thường xuyên, và bạn có thể nhắc nhở trẻ là uống đủ nước ấm trong ngày và tiêm phòng đầy đủ. Câu hỏi tiếp theo khán giả có hỏi là xin được hỏi bác sĩ, là người lớn mà vào cái giai đoạn thời tiết giao mùa thì có những bệnh đặc trưng nào có thể dễ mắc phải, và có bệnh nào thì nguy cơ mắc diễn tiến nặng không và cao hơn trẻ em không ạ? Thưa bác sĩ Nghị ạ. Về đặc biệt là về mùa đông xuân này thì thời tiết thường là thay đổi đột ngột. Do đó thì đầu tiên các bệnh lý mà thường hay mắc phải đấy là các bệnh lý về đường hô hấp. Thứ hai, bệnh lý về đường hô hấp ví dụ như các bệnh lý về viêm mũi họng này, viêm mũi xoang này, viêm VA này, viêm họng này. Đấy, ngoài ra thì còn có các bệnh lý ví dụ như là viêm phế quản này, viêm phổi này. Đấy, rồi là cũng như là khởi phát ra những cái đợt cấp của bệnh hen này, bệnh CVD này. Thì những cái bệnh lý này nếu mà chúng ta mà không có những cái biện pháp phòng đấy, thì chúng ta có thể là khởi phát ra những cái đợt cấp có thể diễn biến nặng. Thế ngoài về các bệnh lý về đường hô hấp ra thì còn có thể khởi phát ra các bệnh lý về tim mạch. Ví dụ như là bệnh đột quỵ não này, hội chứng phành cấp này, rồi những cái bệnh lý tăng huyết áp. Đấy, cũng có thể khởi phát ra. Thì nếu mà nói là bệnh lý về trẻ em hay người lớn có thể diễn biến nặng hơn thì theo tôi thì là ở trẻ em hay người lớn khi mà khởi phát ra các bệnh lý nếu mà không được phát hiện kịp thời, nếu không được chuẩn đoán chính xác, không được điều trị ngay kịp thời thì đều có thể dẫn đến là nặng, chứ không phải là riêng trẻ nhỏ hay là người lớn cả. Vâng. Câu hỏi tiếp theo thì khán giả có hỏi là năm trước thì tôi có đi tiêm vaccine cúm thì thấy là đỡ ốm vặt hẳn. Xin được hỏi bác sĩ là tôi có cần phải tiêm nhắc lại vaccine cúm để duy trì hiệu quả bảo vệ không ạ? Thưa bác sĩ Nghị ạ. Vâng. Thưa quý vị, thì vaccine cúm thì không phải là vaccine bền vững cả đời. Do đó thì hàng năm chúng ta nên tiêm nhắc lại vaccine cúm. Trước khi để cái thời tiết để cái phòng bệnh tốt ấy, thì trước khi giao mùa khoảng 1 tháng thì chúng ta nên tiêm phòng vaccine sớm để đến khi mà thay đổi thời tiết ấy, thì vào mùa thì lúc đấy chúng ta đã có hình thành miễn dịch rồi thì có thể phòng bệnh tốt hơn. Tức là chúng ta vẫn phải nên tiêm. Vâng ạ, vẫn phải nên tiêm. Vâng. Mấy ngày gần đây thì tôi thấy một bên mang tai sưng to, tra ở trên mạng thì giống triệu chứng với bệnh quay bị. Vậy tuy nhiên thì khi còn nhỏ thì tôi đã mắc quay bị một lần và nghe thấy là sẽ không bao giờ bị lại nữa. Xin hỏi bác sĩ điều này có đúng không ạ? Câu hỏi của bạn là bạn thấy là một bên mang tai bị sưng to. Mà trước đây thì bạn đã từng bị mắc quay bị lúc một lần rồi. Và... không biết là bạn đã được chuẩn đoán chắc chắn là bạn đã bị mắc quay bị từ lúc nhỏ hay chưa? Bạn trao mạng thấy là sưng như thế thì có sưng. Phải là quay bị không? Có thể có bị không? Thế thì mình cùng tìm hiểu một chút về cái bệnh lý về quay bị. Quay bị thì thường thời gian quay bị là một bệnh nhiễm trùng cấp tính. Đấy. Thế thường là thời gian ủ bệnh là thường từ 14 đến 21 ngày. Đấy, giai đoạn toàn phát thì là khởi phát thì từ 12 giờ đến 48 tiếng. Đấy, giai đoạn toàn phát thì thường là 7 đến 8 ngày, thời gian nuôi bệnh là sau 1 tuần. Thế vậy giai đoạn thì toàn phát thì thường bệnh nhân có các biểu hiện như là sốt cao. Đấy, sưng đau vùng góc mang tai. Thường là lúc đầu thì có thể sưng đau một bên, sau thì có thể sưng đau vùng bên còn lại. Đấy. Cũng có một vài bệnh nhân chỉ sưng đau một bên, nhưng mà cái tỷ lệ sưng này thì nó rất ít, 6 trên 1. Có nghĩa là cứ khoảng 6 bệnh nhân bị sưng hai bên thì chỉ có một bệnh nhân bị sưng một bên thôi. Đấy. Thì ngoài khi mà cái giai đoạn toàn phát thì bệnh nhân thường có sốt cao này, sưng đau vùng đổi hạch này. Đấy. Ngoài ra thì luốt khó này, luốt đau. Đấy. Ngoài đến giai đoạn nuôi bệnh thì thường sau 1 tuần thì bệnh nhân giảm các triệu chứng sưng đau và không còn sốt nữa. Đấy. Thì khi mà bạn đã mắc quay bị một lần rồi thì cái miễn dịch mà mình đã được mắc thành miễn dịch trung hòa. Cái miễn dịch này có nồng độ thấp thôi nhưng mà nó có tính bền vững và có tính bảo vệ cả đời. Thế tuy nhiên là không phải là khi mà chúng ta đã cứ bị quay bị rồi là chúng ta đã có miễn dịch rồi. Đấy, chúng ta nghĩ là chúng ta không có thể mắc lại nữa, mà khi mà chúng ta cứ không có cái biện pháp phòng bệnh tốt, chúng ta vẫn tiếp xúc với những cái người mà có cái nguồn lây. Đấy, thì là theo tôi thì là
các bạn cũng vẫn phải có những cái biện pháp mà phòng khi mà đứng trước một người có nguy cơ bị bệnh quay bị. Vâng ạ. Vâng, khán giả có hỏi là vào mùa đông thì tôi hay bị viêm họng, mỗi lần như vậy thì vợ thường mua kháng sinh cho tôi uống, và tuy nhiên là trong cái đợt viêm họng uống kháng sinh thì là gọi rất nhanh, có đợt thì lại gần như là không có hiệu quả. Vậy xin hỏi bác sĩ vì sao lại như vậy và tôi nên làm gì để chữa viêm họng hiệu quả? Thì như các bạn đã biết là viêm họng ấy thì là có hai nguyên nhân, một là do virus, hai là do vi khuẩn. Thế khi mà các bạn bị cảm thấy đau họng này, thấy luốt đau này, hoặc là tự dưng mình thấy uống nước là mình thấy cũng hơi vướng, hơi khó chịu rồi, thế thì lúc này là bạn cũng nên đi khám để xác định xem là cái tình trạng của viêm họng này có phải là viêm họng do virus hay là viêm họng do nhiễm khuẩn. Thế thì ví dụ như viêm họng do virus thì chúng ta chỉ vệ sinh họng này, súc họng sạch này, rồi là có các biện pháp dự phòng hoặc là uống các thuốc nâng cao sức đề kháng, chứ không nhất thiết phải sử dụng kháng sinh. Nếu mà bạn đang cứ mỗi một lần bị viêm họng mà bạn thường xuyên mua thuốc kháng sinh về uống thì tạo lên một cái thói quen xấu. Thứ hai đó là cũng tạo điều kiện kháng sinh. Rất dễ là kháng sinh, bởi vì ở Việt Nam là rất nhiều bệnh nhân có thể đến các trạm đến các nhà thuốc mua thuốc kháng sinh rất là dễ dàng, chứ không cứ phải là bác sĩ kê đơn. Thế nên là để phòng các biến chứng cũng như là các nguy cơ kháng kháng sinh, cũng như là tai biến dùng kháng sinh là có thể xảy ra sốc phản vệ. Đấy thì là các bạn, tôi khuyên là các bạn nên kiểm tra để tìm nguyên nhân đã, sau đó thì mình hẳn có các biện pháp để dùng thuốc đạt hiệu quả tốt nhất. Chứ không phải là cứ viêm họng là chúng ta uống kháng sinh là khỏi, phải không? Đúng ạ. Nếu như là virus thì chúng ta chỉ cần là súc miệng rồi súc họng thôi, còn nếu mà vi khuẩn thì chúng ta mới cũng phải dùng kháng sinh, phải không ạ? Đúng ạ. Dạ vâng. Thưa bác sĩ Lệ ạ, có cách nào để phân biệt giữa bệnh sởi và bệnh phát ban, và bệnh sởi giữa trẻ nhỏ và người lớn thì khác nhau như thế nào ạ? Bệnh sởi thì tại thời điểm hiện tại ấy, thì nó không còn quá nhiều nữa. Bởi vì sao? Chúng ta cái mũi sởi nó có trong chương trình tiêm chủng mở rộng của quốc gia. Các bạn mà tiêm sởi đơn thì từ 9 tháng là mình đã được tiêm rồi. Và đến 12 tháng nếu như không tiêm được mũi sởi đơn thì mình có thể tiêm sởi kép, nó là sởi qua bị rubella. Thế nên là hầu như là bệnh sởi trong khoảng 10 năm đổ lại đây thì rất ít bùng phát dịch. Thông thường cái phát ban do cái sốt cao ấy, triệu chứng nó thường sau khi mà trẻ có sốt. Sau khi trẻ có sốt, hết sốt rồi nó mới bắt đầu xuất hiện ban. Và còn bệnh sởi thì nó có một cái đặc trưng là trong cái quá trình mà đang sốt cao thì trẻ đã bắt đầu có ban rồi. Cái việc mà phân biệt giữa sởi hay phát ban ấy thì thông thường là một là khám lâm sàng, hai là mình sẽ phải sử dụng các biện pháp liên quan đến là sử dụng xét nghiệm cận lâm sàng thì mới có thể chẩn đoán xác định được. Ngoài ra sởi hay là phát ban giai đoạn đầu ấy thì nó gần như nó tương tự nhau. Những cái ban này nó không có đặc trưng điển hình giống như là những cái bệnh khác. Ví dụ như là thủy đậu thì nó là một cái ban điển hình rồi. Mình rất là dễ phân biệt. Tuy nhiên sởi và phát ban sau sốt cần được khám và loại trừ các bệnh lý nặng. Ngoài ra cái phát ban không phải cái phát ban nào nó cũng là một cái phát ban của cái bệnh lý nhẹ, là sau khi mà bé hết sốt mình phát ban lên sau 2 đến 3 ngày là nó tự khỏi. Nó có thể là ban nhiễm trùng, nó có thể là biểu hiện của một cái bệnh lý nặng hơn. Vì vậy khi mà con có những cái triệu chứng liên quan đến bệnh thì bé nên được thăm khám tại cơ sở y tế để được các bác sĩ chẩn đoán. Khán giả có hỏi là phân biệt triệu chứng viêm đường hô hấp trên do virus và vi khuẩn gây ra như thế nào? Thưa bác sĩ Nghĩa. Vâng. Như chúng ta đã biết thì nguyên nhân của viêm đường hô hấp trên thường hay gặp là nguyên nhân do vi khuẩn, và hai là nguyên nhân do virus. Thì đối với những cái trường hợp mà thời gian khởi phát cũng như là lưu bệnh thì viêm đường hô hấp trên đấy thường thời gian nuôi bệnh ngắn hơn. Thời gian nuôi bệnh của viêm đường hô hấp trên do vi khuẩn thì ngắn hơn so với lại virus. Virus thì thường nó thời gian điều trị nó dài hơn. Đấy. Thứ hai là về viêm mũi họng chẳng hạn. Ví dụ như là ở trên lâm sàng thì viêm đường hô hấp trên thì hay có các biểu hiện như là mũi khô, lưỡi bẩn, hơi thở có mùi hôi. Thế nên viêm đường hô hấp trên do virus thì thường là có cái tình trạng viêm họng, nhưng nó họng nó chỉ đỏ thôi, không có chấm mủ gì cả. Đấy. Và cái sốt ở đường viêm đường hô hấp trên do virus thì thường là sốt cao. Đấy, sốt cao liên tục. Đấy. Còn viêm đường hô hấp trên do vi khuẩn thì cũng có thể sốt, lúc đầu nó sốt nhẹ, sau này nó có thể sốt nặng hơn.
sốt cao hơn, và sau đó thì điều trị thì nó sẽ có thời gian lùi bệnh, tiến triển nó giảm đi. Chín cách phòng chống bệnh cảm lạnh. 1. Ngủ đủ giấc. Giấc ngủ có mối quan hệ mật thiết với chất lượng sức khỏe và tinh thần của mỗi người. Ngủ đủ giấc ít nhất 7 tiếng mỗi đêm giúp chúng ta duy trì cơ thể khỏe mạnh và phòng chống bệnh cảm lạnh. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy nếu ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm sẽ tăng nguy cơ bị cảm lạnh lên gấp 6 lần so với người ngủ 7 tiếng. 2. Ăn nhiều rau màu xanh đậm. Các loại màu rau xanh đậm như rau chân vịt, súp lơ xanh, các bác sĩ và các nhà dinh dưỡng học khuyến khích sử dụng trong bữa ăn bởi chúng giúp làm tăng hệ miễn dịch và khả năng chống chọi của cơ thể với các kích thích từ môi trường. Do đó mà nguy cơ bị cảm lạnh cũng giảm xuống. Ăn các loại rau xanh đậm trong mùa đông để tăng cường miễn dịch và khả năng chống chọi của cơ thể với các kích thích từ môi trường. 3. Ăn đủ chất, đủ bữa. Bên cạnh việc duy trì chế độ ăn cân bằng lượng tinh bột, đạm, chất béo, chất xơ để tăng cường sức khỏe cho cơ thể từ bên trong, bạn cần uống đủ nước, đồng thời bổ sung vitamin C từ nguồn tự nhiên như cam, nước chanh nhằm tăng cường hệ miễn dịch. 4. Sử dụng thêm các loại gia vị có tính kháng khuẩn. Gia vị không chỉ giúp món ăn thơm ngon hơn mà còn có tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Tỏi là một ví dụ điển hình. Trong tỏi có chứa allicin, có khả năng chống virus, vi khuẩn và kháng viêm rất tốt, làm giảm khả năng bị cảm cúm. Nghệ cũng nằm trong top đầu những chất chống viêm tự nhiên an toàn trong thức ăn. Hạt tiêu, ớt, gừng cũng là những gia vị nóng giúp làm ấm cơ thể, giảm chất nhầy, giảm nghẹt mũi. Còn hành cũng là một phương thuốc giải cảm hữu hiệu được dân gian sử dụng từ ngàn đời nay. 5. Bổ sung vitamin D. Một nghiên cứu cho thấy việc bổ sung vitamin D vào mùa đông và mùa đông xuân không chỉ giúp khử các đợt tấn công ở những người đã có tiền sử hen suyễn, mà còn ít bị các triệu chứng cảm cúm, cảm lạnh. 6. Giữ gìn vệ sinh. Cảm lạnh không chỉ lây nhiễm từ người này sang người khác khi hắt hơi hoặc ho, mà có khả năng lây nhiễm cao hơn từ việc tiếp xúc với các bề mặt bị nhiễm trùng như tay nắm cửa, bắt tay. Vì thế, cách phòng bệnh đơn giản mà hữu hiệu nhất là rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, hoặc từ chỗ tiếp xúc công cộng trở về sau khi tiếp xúc với người bị bệnh. 7. Hạn chế bia rượu và các chất kích thích. Bia rượu làm ức chế hệ miễn dịch, khiến bạn dễ nhiễm trùng hơn. Còn việc hút thuốc lá không chỉ gây hại cho bạn mà còn cả người xung quanh. Nó gây kích ứng đường hô hấp, khiến bạn nhạy cảm hơn với sự tấn công của virus và sự nhiễm trùng của đường hô hấp. 8. Bổ sung lợi khuẩn cho đường tiêu hóa. Những người bổ sung lợi khuẩn thường xuyên có nguy cơ bị cảm lạnh ít hơn 35% so với những người không hoặc hiếm khi bổ sung lợi khuẩn. Trong đường ruột của cơ thể người có rất nhiều tế bào miễn dịch, và lợi khuẩn được bổ sung qua sữa chua, qua đồ ăn có lợi khuẩn có thể kết hợp với các tế bào này làm tăng cường hệ miễn dịch, giúp phòng chống bệnh cảm lạnh. 9. Giữ ấm cơ thể. Việc giữ cho cơ thể được ấm áp và khô ráo là vô cùng cần thiết để phòng chống cảm lạnh trong mùa đông sắp tới, cũng như tất cả các thời điểm khác trong năm. Chúng ta nên mặc áo ấm, chắn gió, đeo khẩu trang, quàng khăn kỹ khi ra đường trời lạnh. Không nên ngâm mình trong nước quá lâu và nên lau khô người, mặc ấm sau khi tắm xong. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe cho mọi người. Những thắc mắc liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay đó là phòng bệnh mùa đông xuân. Xin mời quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại cho chương trình qua số điện thoại 02073 822 822. Xin lưu ý tới quý vị và các bạn một lần nữa là số điện thoại này chỉ có hiệu lực khi chương trình đang được truyền trực tiếp. Hoặc quý vị và các bạn có thể gửi vào fanpage có địa chỉ Tuyên Quang TTV, chúng tôi đang live stream trực tiếp ạ. Vâng, và chúng tôi xin được tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả gửi đến cho các bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ Lệ, con tôi bị sốt virus, được kê thuốc và thuốc tiêu đờm uống được 10 ngày. Đến nay thì đã hết sốt nhưng vẫn chưa tiêu đờm dù đã hết liều thuốc.
Vậy gia đình tôi có phải mua thêm thuốc tiêu đường để uống cho cháu không ạ? Với các dữ kiện mà bạn đưa ra thì là bé đã được chẩn đoán là sốt virus rồi. Sốt virus. Và... Tuy nhiên là cái sốt virus ấy thì nó có một cái biến chứng mà thường hay gặp nhất. Thứ nhất là biến chứng của cái bội nhiễm. Bé có thể viêm đường hô hấp trên hoặc viêm đường hô hấp dưới. Có thể cái mà bạn đang hỏi này là con đang có tình trạng là không phải nguyên sốt virus nữa mà nó có thể là viêm phổi hoặc viêm phế quản rồi. Thì đề nghị là bạn đưa trẻ khám lại để các bác sĩ đánh giá lại xem con có cần thiết phải sử dụng thêm thuốc hay không để làm giảm cái tình trạng đờm của bé. Nếu mà sau khi sốt virus từ 3 đến 4 ngày mà trẻ bắt đầu có tình trạng ho đờm khò khè nặng tiếng, xuất tiết nhiều dịch mũi họng thì bé phải được đi khám để được kê thêm thuốc chứ không phải là tự ý dùng thuốc. Trong trường hợp mà uống thuốc 10 ngày liên tục thì cái đơn này thường thì đơn kê đơn cho với những trẻ mà sốt virus 10 ngày thì có bình thường không hay là có quá nhiều ạ? Thông thường thì chúng tôi sẽ hẹn khám từ 3 đến 5 ngày và sẽ ít khi mà hẹn xa đến 10 ngày như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì là trong giai đoạn đầu nếu như trẻ thực sự mà chỉ có sốt virus thì các bác sĩ sẽ không hề kê kháng sinh. Kháng sinh và các thuốc điều trị mà chỉ kê các thuốc điều trị triệu chứng thôi. Ví dụ như bé có ho thì sử dụng thuốc ho, bé có sốt thì sử dụng hạ sốt và uống bù điện giải. Và nếu có đờm hoặc dịch mũi họng trên thì sẽ cho xịt vệ sinh mũi họng và uống long đờm. Còn nếu như sau khoảng từ 3 đến 5 ngày hoàn toàn trẻ có thể bị bội nhiễm, có lúc đấy là trẻ cần một đơn mới và cần sử dụng thuốc kháng sinh. Ngoài ra với những cái virus ví dụ như virus hợp bào hô hấp RSV hoặc cúm AB hoàn toàn trẻ có thể gây viêm phổi rất là nhanh và cái tình trạng nó khá là cấp tính. Thì nếu như đã uống 10 ngày rồi thì tôi khuyên là cần phải khám lại chứ không phải tiếp tục sử dụng đơn cũ nữa. Khán giả hỏi là xin cho biết là bệnh ho gà có biểu hiện như thế nào và có cách nào để biết một trẻ bị ho bình thường với ho gà không, và hiện các bác sĩ có gặp nhiều trẻ mắc ho gà không ạ? Ho gà ở thời điểm hiện tại thì giống như tôi đã đề cập đến giống như sởi thì hiện tại ho gà đều là đã có vaccine rồi. Nếu trẻ được uống vaccine đầy đủ thì cái nguy cơ mà mắc bệnh thì giảm xuống rất là nhiều. Và hầu hết là thời điểm hiện tại là nó không bùng thành dịch lớn nữa mà nó chỉ lác đác khi mà với những trẻ mà chưa được uống vaccine. Tức là như vậy là vẫn có? Vẫn có nhưng không hề nhiều. Có nghĩa là trường hợp nó rất là nhỏ thôi. Ho gà thì đặc trưng là cái tiếng ho, có nghĩa là ho của trẻ kéo rất là dài. Từ 15 đến 20 phút trẻ xuất tiết đờm liên tục và có thể gây tình trạng suy hô hấp. Có nghĩa là ho kéo dài quá, đầu tiên thì ho thành cơn dài, sau đấy là tiếng ho nó sẽ giảm dần. Nhưng thời gian ho một cơn của bạn ấy có thể kéo dài từ 15 đến 20 phút và có thể dẫn đến tình trạng suy hô hấp bất cứ lúc nào. Vì vậy nên là ho gà và cái ho thông thường ấy nó có thể phân biệt chỉ bằng tiếng ho thôi. Tuy nhiên để mà chẩn đoán xác định thì mình vẫn phải phân lập và được điều trị và kiểm tra tại viện. Và ho gà thì thường dẫn đến trẻ suy hô hấp rất là nhanh và đặc biệt là bị ở lứa tuổi rất là nhỏ, có nghĩa là có thể từ sơ sinh đến vài tháng thôi. Và đặc biệt ở cái giai đoạn đấy thì trẻ sức đề kháng rất là kém và cái cơ hô hấp rất kém. Nếu như mà để ho kéo dài như thế thì con sẽ rơi vào tình trạng suy hô hấp. Tức là chúng ta phân biệt cho triệu chứng lâm sàng là ho dài, ho từ 15 đến 20 phút phải không? Vâng. Đúng rồi, cái triệu chứng là triệu chứng điển hình của cái ho gà. Ho gà. Khán giả có hỏi là tôi có con gái năm nay 5 tuổi và mỗi khi gió mùa về thì lại có vấn đề về đường mũi họng. Phải đến bác sĩ để hút mũi này, thở khí dung và uống kháng sinh khoảng 3 ngày là đỡ. Nhưng cứ đến đợt gió lạnh tiếp theo thì lại bị lạ. Và xin hỏi bác sĩ cách phòng và giảm thiểu bệnh viêm sổ mũi, viêm tai giữa ở trẻ em ạ? Tại cái thời điểm hiện tại thì không chỉ có trẻ em mà kể cả người lớn thì những cái vấn đề liên quan đến đường hô hấp, ví dụ như viêm mũi họng, chảy dịch mũi này đều rất là phổ biến. Và đặc biệt là trẻ em thì cái khu vực mũi họng là đường hô hấp trên ấy, thì bị ảnh hưởng rất là nhiều. Với những cái bạn mà đã có hay có cái tình trạng viêm đường hô hấp trên như vậy thì ngay từ đầu chương trình tôi đã nói là cái việc tiêm phòng cúm rất là quan trọng. Mình sẽ tiêm cho con trước cái thời điểm vào giao mùa là một. Ngoài ra thì cái việc sử dụng mà giống như bạn ấy đang được các bác sĩ điều trị, thứ nhất là hút mũi này, khí dung này, nó cũng là giống như cái tình trạng làm sạch làm ẩm ở cái khu vực đường hô hấp trên để giảm cái tình trạng lây nhiễm hoặc là bội nhiễm. Vì vậy thì mẹ có thể hoàn toàn làm tại nhà cho con, xịt vệ sinh mũi với những bạn mà mới ở tình trạng giai đoạn đầu nó chỉ có chảy mũi chẳng hạn. Ngoài ra thì với những trẻ lớn hơn thì việc xúc họng và uống nước ấm thường xuyên, cái việc sử dụng nước mà uống đủ rất là quan trọng. Thứ nhất là nó làm sạch tự nhiên cái đường hô hấp trên của mình. Thứ hai nữa nó làm lỏng các dịch đờm dịch mũi để có thể tống xuất ra ngoài. Vì vậy nên là cái sử dụng những cái phương pháp truyền thống và bổ sung hỗ trợ ăn uống nó rất là quan trọng. Chứ nếu mà ở thời điểm hiện tại cứ vài ngày là con lại phải uống kháng sinh một lần thì nó không tốt. Và đặc biệt là với những bạn ở mùa này mà bị mắc do virus chẳng hạn, cái việc sử dụng kháng sinh hầu như không cần thiết. Mình cứ tái đi tái lại và lặp đi lặp lại rất nhiều những cái đợt như vậy thì trẻ có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc.
Từ đầu chương trình tới giờ thì hai bác sĩ có khuyên là chúng ta súc họng bằng nước muối và rửa nước muối sinh lý rất là nhiều. Vậy trong một ngày thì thường trong cái thời điểm này, tại cái thời điểm này thì chúng ta nên súc họng và rửa mũi bao nhiêu lần trong một ngày là đủ, hay là chúng ta súc càng nhiều càng tốt ạ, thưa bác sĩ Nghĩa? Theo tôi thì là để bảo vệ sinh cái đường hô hấp trong một ngày, thì ví dụ như là khi mà chúng bình thường chúng ta có thể vệ sinh buổi sáng, buổi tối, hoặc là súc họng thì chúng ta nên súc họng sau các bữa ăn. Khi súc họng thì chúng ta cũng nên ngửa cổ ra như thế này, thì phần súc họng, cái phần nước súc họng nó sẽ xuống phần họng, thì nó sẽ vệ sinh được vùng họng bên dưới chứ không phải nguyên vùng miệng bên trên. Thế ngoài ra thì khi mà đi ở một cái, chúng ta đi lao động hoặc là đi làm hoặc ở một cái môi trường nó rất là bụi bặm, thì lúc đấy về chúng ta cũng có thể vệ sinh mũi họng được. Thế cái vệ sinh mũi họng hàng ngày thì nó cũng tránh bội nhiễm ra những cái bệnh lý về viêm đường hô hấp trên. Vâng, khán giả có hỏi là thưa bác sĩ, dạo này thì tôi cảm thấy rất là khó thở và hay bị hụt hơi khi làm việc nặng. Vậy đây là dấu hiệu của bệnh gì và liên quan đến phổi không, thưa bác sĩ Nghĩa? Khi bạn có biểu hiện thở hụt hơi và khó thở, thở ở thì hít vào đúng không? Đấy thì là cái biểu hiện của cái thở hụt hơi và khó thở hít vào thì có biểu hiện, đây là bệnh lý của hai nhóm nguyên nhân. Một là về các bệnh lý về đường hô hấp, hai là bệnh lý về tim mạch. Bệnh lý về đường hô hấp thì chúng ta có thể gặp các bệnh lý ví dụ viêm phế quản cấp, viêm phổi, hen, suy đi. Ngoài ra các bệnh lý về đường tim mạch thì chúng ta có thể gặp các bệnh lý ví dụ như là suy tim này, hở van hai lá, hở van ba lá, hoặc là các bệnh lý về hội chứng vành cấp thì nó cũng có những cơn đau ngực và khó thở không điển hình. Trong trường hợp này thì bác sĩ có lời khuyên như thế nào với những trường hợp như thế này ạ? Nếu mà trong trường hợp mà các bạn đang sinh hoạt bình thường đấy, tự dưng mà mình thấy có cơn khó thở đột ngột đấy, khó thở ở thì hít vào và thật rất là khó thở cả ở thì hít ra nữa, khó thở khi gắng sức, hoặc là khó, có thể là khó thở khi nghỉ ngơi, khó thở về đêm và sáng, thì chúng ta khi mà có biểu hiện như thế chúng ta phải đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và cũng như là có những cái can thiệp kịp thời để tránh những cái bệnh lý diễn biến nặng hơn và có thể có nguy cơ bị suy hô hấp. Khán giả hỏi là con tôi năm nay 2 tuổi, khi chuyển mùa thì cháu bị viêm phế quản và sau đó thì bị viêm phổi. Cháu bị chảy nước mũi thường xuyên và khi đi khám thì bác sĩ chỉ bảo là cho nhỏ muối sinh lý và cho thuốc cốt phu về uống, cốt tu về uống, như tôi rửa cho cháu liên tục và không thấy đỡ. Vậy mong bác sĩ có lời tư vấn với trường hợp của con tôi, thưa bác sĩ Lệ. Vâng, trong trường hợp này mà trẻ 2 tuổi. Vâng, nếu mà trong cái giai đoạn mà lứa tuổi mà trẻ khoảng 2 tuổi thì cái khu vực đường hô hấp trên, cái VH mũi nó đang quá phát rất là nhiều. Thế nên là cái việc mà xuất tiết dịch mũi thì các cháu nó sẽ gặp liên tục. Nó có thể kéo dài trong vòng từ 20 ngày đến cả tháng. Có nghĩa là con cứ tái đi tái lại vài hôm bạn đến đâu. Dài ngày như vậy ạ? Đúng rồi. Vài hôm con có thể giảm xuất tiết rồi nhưng sau đấy lại bị lại. Và đặc biệt là với cái thời tiết mà nóng ẩm, lạnh ẩm như này thì trẻ rất dễ bị tái lại. Thì cái thuốc mà các bác sĩ đang cho bé sử dụng ấy thì mình cũng có giới hạn thôi. Có nghĩa là sau khi điều trị một đợt viêm phổi, viêm phế quản thì bạn ấy đã phải điều trị khá là dài rồi, thì cái việc sử dụng, có sử dụng tiếp những cái thuốc đang uống hay không thì mình nên được tham khảo bởi các bác sĩ điều trị chính của con. Ngoài ra thì không phải cứ rửa mũi nhiều là con có thể hết dịch mũi, vì bản chất cái việc mình rửa đi thì cái niêm mạc mũi nó lại tiếp tục nó xuất tiết. Thông thường thì tôi có lời khuyên là nếu như với những cái bạn nặng thì mình có thể rửa từ 2 đến 3 lần trong một ngày, sử dụng các loại bình xịt hoặc là nước muối nồng độ vừa phải là 0,9%, chứ không sử dụng những cái nước muối ưu trương. Có rất là nhiều bạn là cứ nghĩ là rửa bằng loại muối nào cũng được. Tuy nhiên là nước muối 0,9% là an toàn nhất khi rửa mũi. Và mình chỉ rửa khi mà trẻ xuất tiết quá nhiều thôi, chứ không phải là rửa liên tục, bơm liên tục nước muối vào mũi của con. Ngoài ra thì các thuốc uống, nếu như mà bé chỉ còn tình trạng dính mũi thì các bác hoàn toàn có thể kê thêm đơn, có nghĩa là sử dụng các thuốc kháng histamine để làm giảm triệu chứng dị ứng, làm giảm cái tình trạng xuất tiết mũi hoặc nhỏ mũi tại chỗ, chứ không phải là rửa liên tục là có thể hết được. Thế nên mẹ nên cho con đi khám lại để các bác có cái hướng dẫn trên cái trường hợp của cháu nó được cụ thể nhất. Vâng, khán giả hỏi là
Em có biểu hiện khó thở khi hít vào, và khi hít vào thì cảm thấy rất là khó và không được sâu như bình thường. Có cảm giác như có một cái vật gì đó chẹn ở họng và lồng ngực, khiến không thể hít sâu vào được. Vậy nên cho em hỏi, với cái biểu hiện như vậy thì có thể là bị bệnh gì, thưa bác sĩ Nghi ạ? Bạn đang khó thở thì hít vào. Vâng. Và cảm giác ngực nó rất là nặng ngực. À. Đấy. Rồi là hít sâu vào và thở ra thì rất là khó, đúng không ạ? À. Thì với cái về câu hỏi của bạn thì thật ra thì nó đang là một câu hỏi rất là chung. À. Đấy, nó chưa có các triệu chứng cụ thể. À. Đấy, thì thường những cái biểu hiện như thế này thì mình hay nghĩ đến là có khả năng là bạn đang mắc bệnh lý về đường hô hấp. À. Đấy, ví dụ như là viêm phổi chẳng hạn, hoặc là viêm phế quản. Thế ngoài ra ví dụ như bạn có các triệu chứng mà lặng ngực hoặc là đau ngực đột ngột thì bạn cũng vẫn nghĩ là có khả năng là bạn có thể có khả năng bị bệnh tràn khí màng phổi chẳng hạn. Tràn khí màng phổi nó cũng hay là đau ngực đột ngột nữa. Hoặc là có những cái bệnh nhân mà đau ngực thi thoảng mới có cơn đau ngực thôi, nhưng mà đau ngực lại không điển hình, thì cũng có thể trên một cái nền bệnh ví dụ như là bệnh đái đường. Đấy, rồi là tăng huyết áp. Đấy, thì là hoặc là các bệnh lý về tăng mỡ máu chẳng hạn, thì là cũng có thể là có những cái biểu hiện của hội chứng hình cấp. Cái này thì nếu mà trong trường hợp bạn đang có những cái biểu hiện chung chung mà chưa rõ ràng, chưa cụ thể, thì bạn cũng vẫn nên là đến các cơ sở y tế để được ngoài khai thác với các triệu chứng lâm sàng ra, thì chúng tôi còn có các cận lâm sàng để hỗ trợ chuẩn đoán để chính xác bệnh và điều trị cho bệnh cho bạn hiệu quả nhất. Vâng, khán giả hỏi là con trai em được 3 tuổi và cháu được 13,5 kg, nhưng mà cháu rất là hay ốm. Tháng nào cháu cũng bị viêm họng và các biểu hiện như là ho này, ghê cổ này, nôn và có lần thì thêm cả sốt nữa. Uống thuốc kháng sinh vài ngày lại khỏi, mà mỗi lần như thế thì cháu lại tụt cân. Vậy bác sĩ cho em hỏi có cách nào điều trị dứt điểm, và vì tháng nào con em cũng bị đi bị lại, thưa bác sĩ Lệ ạ? Vâng. Cái lứa tuổi của bạn ấy, cái giai đoạn mà khoảng 3 tuổi đến 3 tuổi rưỡi, thì thông thường với những bạn mà trong cái giai đoạn này thì cái việc mà viêm đường hô hấp trên rất là phổ biến, kể cả vào cái mùa lạnh như này hay là mùa hè thì con cũng đều có thể mắc. Vì vậy nên là với những cái bạn mà để hạn chế được những cái vấn đề như này thì chúng ta nên thăm khám tại của các bác sĩ chuyên khoa để tìm ra cái nguyên nhân. Ví dụ như ở thời điểm hiện tại mà bạn ấy liên tục bị chảy dịch mũi, liên tục bị viêm họng, thì liệu con có những cái tình trạng kèm theo không, ví dụ như những cái hội chứng trào ngược dạ dày chẳng hạn. Không phải là chỉ người lớn mới bị, mà trẻ em bây giờ, trẻ bé cũng bị rất nhiều. Thứ nhất là do cái quá trình mà chăm sóc của mình nó đã không đúng từ đầu rồi, nó gây nên những cái bệnh lý mãn tính cho con. Ngoài ra thì ví dụ đường hô hấp trên thì liệu VA amidan của con nó có quá to, quá phát hay không, nó đã có chỉ định cắt hay chưa, hay là nó chỉ là do cái tình trạng thời điểm thôi, có nghĩa là mắc vi khuẩn và virus. Tuy nhiên là có một số bạn là khi cái amidan hoặc VA quá to nó cũng gây nên tình trạng viêm mũi, viêm họng liên tục, và có một số bạn sẽ có chỉ định phẫu thuật nếu như mà nó làm ảnh hưởng quá nhiều đến cái sức khỏe và sinh hoạt của cháu. Khán giả có hỏi là tôi năm nay 55 tuổi bị ho kéo dài và tôi đã đi khám, chụp phim phổi, điều trị nhiều loại kháng sinh nhưng không khỏi. Ho có nhiều nước bọt và rất ít đờm, không sốt, không khó thở. Vậy tôi cần đi khám ở đâu và điều trị như thế nào cho khỏi, thưa bác sĩ Nghi ạ? Với trường hợp bệnh nhân 55 tuổi bị ho kéo dài như này ạ. Với dữ liệu của câu hỏi của khán giả vừa đưa ra thì là bệnh nhân là 55 tuổi, ho kéo dài. Thế thường ở trên một người cũng gọi là trung niên cao tuổi rồi. Vâng, 55 đấy, tuổi mà lại ho kéo dài, thì nếu như là ở nam giới thì thường lại hay có các tiền sử hút thuốc lá kéo dài nhiều năm nay, thì những bệnh lý mà hay nghĩ đến đầu tiên đấy là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đấy, thế ngoài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì ngoài thăm khám lâm sàng đấy, rồi là chụp phổi, thì tiêu chuẩn vàng để chuẩn đoán thì phải là đo chức năng hô hấp. Thì các bác là lên đến các cơ sở y tế gần nhất, hoặc là đến những bệnh viện chuyên khoa về hô hấp để có thể để thăm khám chuẩn đoán chính xác để điều trị. Bởi vì là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nếu mà không được điều trị đúng, không được dự phòng đấy, thì là dẫn đến cái phổi ngày nó càng kém đi, và nó có thể gây tình trạng nặng hơn. Có rất nhiều bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà nửa đời sau là đã phải thở máy không xâm nhập tại bệnh viện. Thế do đó mà cần phải dự phòng tốt,
Ngoài ra thì lúc này là những cái thói quen xấu, ví dụ như hút thuốc lá, thuốc nào cũng cần phải được cai. Khán giả có hỏi là bác sĩ cho em hỏi là bệnh viêm amidan thì có nguy hiểm không, và em bị viêm amidan từ nhỏ và tới nay đã gần 30 tuổi rồi. Uống lạnh là bị viêm, và cắt amidan thì có nguy hiểm không thưa bác sĩ, và em nên cắt ở đâu cho an toàn ạ? Bạn đã từng bị viêm amidan hay tái phát liên tục. Vâng. Đấy. Thì thường thì là cái viêm amidan mà tái phát liên tục như này đã có chỉ định là phẫu thuật rồi đấy ạ. Thế phẫu thuật thì bạn có thể lựa chọn những các cơ sở y tế có các chuyên khoa về tai mũi họng. Đấy, để được các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng này tư vấn rồi khám rồi cũng như là chỉ định những cái phương pháp phẫu thuật tối ưu nhất cho bạn. Ở bây giờ thì thường hay phẫu thuật cắt amidan bằng dao plasma chẳng hạn. Thì đấy là cũng một là phương pháp phẫu thuật thì cũng là khá an toàn. Thế thường thì bệnh nhân sau phẫu thuật thì 7 ngày là có thể ra viện. Thưa bác sĩ Lệ ạ, bé nhà em hiện 11 tháng tuổi. Ngay từ lúc sinh ra đã bị viêm phổi và gần đây thời tiết lạnh, bé ho nhiều, thở nhanh và co rút lồng ngực khi ho. Tái khám thì được bác sĩ chẩn đoán là viêm phổi đã biến chứng sang phù phổi cấp. Xin được hỏi bác sĩ, phù phổi cấp có nguy hiểm không? Và bé cần chữa trị như thế nào để cho khỏi hẳn ạ? Thưa bác sĩ Lệ vâng. Phù phổi cấp mà khi mà viêm phổi mà đã có biến chứng phù phổi cấp có nghĩa là bé đang trong tình trạng rất là nguy hiểm rồi. Có nghĩa là con đang có tình trạng rất là nặng. Cái việc mà điều trị thì chắc chắn là phải nằm tại viện rồi. Điều trị theo đúng và đủ phác đồ của bác sĩ thì bé mới khỏi hoàn toàn được. Phù phổi cấp hay viêm phổi thì nó sẽ là bệnh cấp tính thôi. Tuy nhiên nếu như không được điều trị kịp thời, bé này là đang rơi vào tình trạng suy hấp rất là nặng rồi đó. Nghe thì hỏi thì có thể là nó đơn giản thôi, nhưng nếu đã đến giai đoạn này rồi thì con hoàn toàn có thể rơi vào trạng thái nặng bất cứ lúc nào, và ngoài ra là có thể tử vong. Trẻ có thể sẽ phải thở máy hoặc thở oxy hỗ trợ, chứ không thể để bé điều trị ở nhà được mà phải nhập viện ngay lập tức. Thực phẩm tốt cho sức khỏe mùa đông xuân. Quả liệu. Quả liệu giàu chất chống oxy hóa. Một nghiên cứu còn cho thấy uống nước ép quả liệu có thể cải thiện lưu lượng máu đến tim ở những người bị thiếu máu cục bộ cơ tim, là thực phẩm cần thiết bổ sung trong mùa đông. Rau lá xanh. Rau lá xanh đậm như cải xoăn, củ cải phát triển mạnh trong sự lạnh lẽo của mùa đông. Những rau lá xanh đặc biệt là giàu vitamin C, A và K và là nguồn tuyệt vời của folate vốn quan trọng đối với phụ nữ tuổi sinh nở. Các loại quả có múi, cam, chanh, bưởi là những thực phẩm giàu vitamin C. Bổ sung những thực phẩm này giúp cơ thể luôn khỏe khoắn, tăng sức đề kháng trong lạnh giá. Bổ sung một ly cam vắt buổi sáng mỗi ngày cho cơ thể tràn đầy năng lượng. Khoai tây. Một củ khoai tây cung cấp hơn 25% nhu cầu về vitamin C và B6 mỗi ngày cho cơ thể. Khoai tây giàu chất xơ. Một củ khoai chứa khoảng 4 gram chất xơ. Nghiên cứu chỉ ra mỗi ngày, trung bình phụ nữ cần 25 gram và nam giới cần 38 gram chất xơ. Bí đỏ. Một chén canh bí đỏ chứa ít calo, khoảng 80 calo, nhưng cung cấp hơn 200% nhu cầu vitamin A, 33% vitamin C của cơ thể mỗi ngày. Bí đỏ còn giàu vitamin B6 và kali. Và câu hỏi cuối xin được dành cho hai bác sĩ của chương trình ạ. Xin bác sĩ cho lời khuyên để phòng bệnh tốt nhất trong mùa đông xuân ạ. Mời bác sĩ Nghị ạ. Để phòng bệnh tốt nhất cho mùa đông xuân thì như chúng ta đã biết là thời tiết về mùa đông xuân này thường thì là có những cái thay đổi rất là đột ngột. Có thể là có những cái có hôm thời tiết lạnh đột ngột. Thế do đó mà chúng ta cần phải có những cái biện pháp phòng bệnh tốt. Ví dụ như là khi ra ngoài đường thì chúng ta nhớ là đeo khẩu trang để tránh bụi, rồi là giữ ấm người. Đấy. Và khi thời tiết lạnh quá thì là chúng ta cũng không nên ra khỏi nhà. Thì chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần thiết thôi đối với những người cao tuổi.
Đấy, rồi ở nhà thì là cũng nên đóng các cửa sổ, rồi là các cửa chính để tránh cái không khí lạnh nó tràn vào nhà. Ngoài ra thì chúng ta cần phải tăng cường sức đề kháng bằng cách ăn uống hàng ngày, uống đủ nước. Ngoài ra thì còn phải ăn tăng cường dinh dưỡng, ví dụ ăn tăng các khẩu phần dầu protein, rồi là dầu tinh bột đấy, để đảm bảo cho cơ thể là có cái sức để mà phòng chống lại những cái cơn rét. Thế ngoài ra thì chúng ta cũng nên tập thể dục thường xuyên để giúp khai thông mạch máu tốt hơn. Và ngoài ra thì ví dụ như là tập thể dục thường xuyên đều đặn thì giúp cho duy trì cân nặng cũng như là các hệ thống về cơ xương khớp nó có thể vững vàng hơn. Thế ngoài ra thì ví dụ như thời tiết lạnh quá thì chúng ta cũng không lên ra ngoài tập thể dục đi bộ. Đấy, mà nên tập chọn những cái biện pháp tập thể dục nhẹ nhàng tại nhà. Đấy là đối lời khuyên đối với các cụ người cao tuổi đây. Xin mời lời khuyên của bác sĩ Lệ đối với trẻ em thì sao ạ? Chúng ta cần phải làm gì để tốt nhất cho mùa đông xuân này? Đối với trẻ em thì ăn đầy đủ các nhóm dinh dưỡng, bổ sung đầy đủ nước. Ngoài ra là tiêm vaccine và bố mẹ hoàn toàn trong tràng gia đình với những trẻ sơ sinh. Là lời khuyên của tôi đối với các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa đông xuân thì do khí hậu lạnh giá và kèm theo mưa phùn, độ ẩm cao, thời tiết thì thay đổi và cộng thêm khả năng đề kháng của cơ thể bị suy giảm và các vi sinh vật như là vi trùng, virus, ký sinh trùng, nấm mốc phát triển thuận lợi, cho nên con người dễ mắc các bệnh hơn so với các mùa khác và đặc biệt là bệnh về đường hô hấp. Hy vọng những thông tin mà các bác sĩ trong chương trình cung cấp sẽ giúp quý vị và các bạn có những kiến thức cần thiết để phòng bệnh tốt nhất trong mùa đông xuân. Và mọi câu hỏi của quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn hãy gửi về chương trình Sức khỏe cho mọi người, phòng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, số 219, đường Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Hoặc quý vị và các bạn có thể gửi vào hòm thư điện tử sức khỏe cho mọi người 2015@gmail.com. Xin lưu ý là hòm thư viết liền không dấu. Đến đây thì thời lượng chương trình xin được kết thúc. Cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.